Vừa ăn kẹo mút vừa coi TV, còn gì tuyệt hơn nữa nhỉ? Này, im lặng nghe, chơi Kamalist thôi. Tớ sẽ dán miếng lông giả này dưới nách tớ, thế nào cũng hài lắm cho xem, đi thôi. Chào Alice. Hôm nay nhìn cậu lạ thế nhở? Có biết waxing là gì không bố? Ý hay đấy, tớ sẽ dùng cái này. Wow, hiệu quả dữ dội luôn. Nhìn mắc ói quá đi mất. Bị lừa nhé. Sao mà chán như con dán thế này. Cậu nghe thấy gì không? Điện thoại tớ. Alo, chào, làm giúp tớ với. Lật bánh đi. Tớ chưa từng làm thế bao giờ hết á. Nào, lật đi, tớ về ngay mà. Phải làm gì bây giờ? Hồi vậy. Chuyện gì thế nhỉ? Suýt thì tèo. Đập bóng. Tớ nói cậu bao nhiêu lần rồi, không được chơi với đồ ăn. Nhìn cũng ngon mà. Hài hước đấy. Đưa cho tớ. Chú ý vào này. Lấy bánh ra và lật cái chảo. Wow, nhìn đơn giản ghê. Tớ thử với. Tớ lấy cái bánh khỏi chảo này và úp chảo lên trên bánh. Làm được rồi, giờ tớ ăn nhé. Tuyệt lắm. La la ba ba ba. Nước ngọt. Ba 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 la 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 la. Úi giời. Không. Dừng lại đi. Mình không ngờ chuyện này sẽ xảy ra luôn. Ít nhất thì cũng còn vài giọt. Thôi nào. Bực hết cả mình luôn. Mà thôi, cũng còn một chải nữa này. Tĩnh. Đừng phun vào người tớ. Khoan, mình có ý này hay hơn. Dùng siro ngô đi. Mình sẽ cho một thìa đầy siro ngô vào nước ngọt. Thế là ổn áp. Đóng nắp lại này. Nhớ vặn thật chặt và lắc lên đó nha. Và rồi cho vào tủ lạnh để ẻm đông lại. Chắc được rồi này. Ba 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 la la la. Mình không phải lo nước phun tùm lum nữa rồi. Wow, nhìn này mọi người. Vị cũng siêu ngon lành luôn. Cái này tuyệt hơn nước ngọt bình thường nhiều. Woohoo. Chào mấy gái. Tớ đang định rót thêm nước thôi. Bài này hay thật sự. Vậy đủ rồi. Nước ngọt này. Nhảy nhót làm tôi khát quá. Cảm ơn nhá. Mà ra nhảy với tôi này. Trời trời, vô duyên thế. Thôi, thì rót thêm ly nữa. Đỉnh của chóp. Mình thèm lắm luôn rồi. Cho xin nhá. Cảm ơn. Khát khô cả cổ luôn này. Thật luôn hả trời. Mình chỉ muốn uống nước thôi mà. Cho tớ miếng với. Tớ nữa. Đùa mình hay sao vậy? Khoan đã, mình có cách xử lý phụ này rồi. Đầu tiên là cái ca này. Rót nước ngọt vào đó nào. Mình làm chưa xong đâu nha. Buộc dây zip lại, nhưng lỏng lỏng thôi. Sau đó mình sẽ luồn nó vào tay cầm. Giờ phải bóp cái ca để cài dây zip qua phía bên kia. Giờ dây zip nằm chắc bên dưới miệng rót rồi. Thế là tớ có thể rót 3 ly một lần. Tiết kiệm thời gian hơn nhiều nhé. Cả nhà ơi, lại lấy nước ngọt đi. Tuyệt quá, cảm ơn Emma. Quẩy tiếp nào. Đến lúc nhún nhảy rồi đây. Cứ từ từ, không được mang theo đồ ăn đồ uống. Để yên tới quét. Wow, có an toàn không thế? Ok, anh vào được rồi. Gì đây? Khoan. Cái khỉ gì đây? Wow. Đưa cho tôi. Anh biết luật mà. Cô ta giỏi, nhưng không giỏi bằng mình. Nằm thế này thì sao thấy được? Cậu bị gì thế? Giày đẹp nha. Thấy luật không hả? Nhưng bất công quá đi. Phắn khỏi đây mau. Chuyện gì thế? Bảo vệ khó tính quá à. Mình sẽ không bao giờ vào được bữa tiệc ấy đâu. Đừng lo mà, ăn kem đi bố. Đâu được, tớ đang bị đau họng. Để tớ giúp cậu. Ngậm kẹo ho đi. Khoan. Hình như tớ có cách lén mang snack vào trong rồi.
lấy kẹo ngậm ho khỏi vỉ nè. Tiếp theo là tìm một lon nước ngọt và một cái ly. Rót nước ngọt vào ly nhé. Cho chút màu thực phẩm vào nước. Phải làm sao cho khác nước ngọt nhé. Sau đó cho một thìa gelatin vào. Lấy ống bóp hút hỗn hợp này lên. Rót hỗn hợp này vào vị kẹo ngậm. Đổ để các ô và đợi nó khô nhé. Đặt một miếng giấy bạc lên trên và dán lại. Khoan, mở túi ra. Cậu mang theo gì đây? Kẹo ngậm à? Ok, mời cậu vào trong. Tuyệt, thành công rồi. Ăn thôi, vì bạn xứng đáng mà. Ý là vì đau họng mà. ngon xỉu luôn. Đến lúc ăn quà vặt healthy rồi. Chuối ngon chưa này? Đúng thứ mình cần luôn. Lạ thế. Đâu mất rồi nhỉ? Đồ trộm chuối. Tại tớ đói quá ấy. Ok, may mà tớ còn quả nữa. Nhìn cũng ngon luôn. Đừng có mơ nha bé ơi. Đưa đây đi. Lùi lại, ăn cái này đi. Ồ, salad hả? Nhìn chán chết. Xin lỗi nhá. Khoan, đợi tớ một tẹo. Lấy một cái nĩa và một cái kềm ra. Dùng kềm uốn răng của nĩa này. Uốn đến khi ẻm xoay 90 độ nha. Như vậy này. Thế là mình có thể dùng nó để cắt chuối thành lát rồi. Giờ cả hai tụi mình đều được ăn luôn. Xin mời. Thật hả? Cậu là tuyệt nhất đấy. Nấm 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 nấm. Wow, Alice bị nghiền chuối hay sao ấy? Trời đất, hay xỉu luôn trời. Lì nước này kinh dị quá. Phải thêm đường thôi. Wow, không ngờ luôn á. Buồn cười chết mất. Nước đâu nhở? Hả? Toàn là đường thôi. Chú nha sĩ của mình chắc sẽ giận lắm. Mình cho bao nhiêu đường thế nhỉ? Bực quá đi mất thôi. Cơ mà mình biết cách xử lý rồi. Cái lọ bơ đậu phộng này sẽ được việc đây. Mình sẽ đổ đường vào đó. Rồi, đậy nắp lại nhé. Tiếp theo, tớ cần cái tua vít này để đục một lỗ lên nắp. Tớ sẽ xoay xoay cái vít để khiến lỗ rộng ra. Phải vừa ống hút mới được nha. Ổn hơn rồi. Vừa đủ lượng mình cần luôn. Cậu ấy đâu nhỉ? Chào gái nha. Gặp cậu tớ vui lắm luôn. Có nhiều chuyện hay cục. Hồi bữa tiệc ấy, món mì trông ngon ghê. Chuẩn. Rồi anh ấy đáng yêu lắm ý. Khoan, đợi tớ làm miếng mì ý. Nói đến đâu rồi ta? Bữa tiệc. Không ngờ anh ấy lại mặc bộ đó luôn á. Trời đất ơi. Emma này. Nhục khủng khiếp á. Emma, mì của cậu kìa. Ăn thì chú ý vào chứ. Nhưng hôm đấy vui dã man con Nga đi. Cậu nhìn đĩa đồ ăn kìa má. Mình phải làm gì đó thôi. Lần sau cậu phải đi đấy nha. Hôm đấy cậu không đi được đúng là chán. Mình phải dạy Emma kỹ năng ăn uống thôi. Mình giống thợ cắt tóc ghê. Video này có khiến các bạn đói mèo chưa nào? Mẹo đồ ăn đỉnh nhất của bạn là gì? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận nhé. Và đừng quên chia sẻ video này với bạn bè cũng như đăng ký kênh để xem thêm những video xịn sò như vậy nhé. Nhớ bấm thích và đăng ký để xem thêm nhiều video tuyệt vời hơn nữa. Nhớ bấm thích và đăng ký để xem thêm nhiều video tuyệt vời hơn nữa. Mì ngon của con này, con gái yêu. Nhớ là phải ăn hết sạch đấy nhé. Bố cứ tin vào con ạ. Sẵn sàng mắm mắm cho búp bê. Wow, em đúng là vũ công giỏi. Thật duyên dáng. Ước gì chị cũng xoay được như thế. Sao em không bị chóng mặt? Vậy chắc là đủ rồi. Nhìn em thôi là chị đã thấy đói cồn cào. Ngon xỉu. Mì ngon thượng hạng luôn đấy. Ok búp bê, đứng lên. Không được dừng lại. Phù, về nhà rồi. Trận bóng đá căng thẳng dã man. Mình cần nghỉ ngơi. Chỉ muốn tháo dép ra ngay thôi. Dễ chịu quá. Chở mắt xíu nào. Khoan, có phải phô mai? Trời, nhức hết cả mũi luôn.
mình đã tìm được thủ phạm rồi. Phải tháo bít tất ra thôi, không được để mẹ nhìn thấy. Trời đất ơi, con đang đùa bố à? Con dán, đã bảo không nuôi con gì mà. Ai biết mình sẽ tìm thấy ở dưới này. Thế này còn tệ hơn, ghê quá đi mất. Bằng cách nào? Thực ra mình không muốn biết, mình đã có cách rồi. Đi theo bố nào. Yik. Bố cho xà phòng vào trong bít tất, rồi nhúng bàn chân của bé đi vào đó. Sau đó bố có thể dùng ủng nhựa để rửa sạch. Cách này sẽ rất hiệu quả đó nha. Mong là nước ấm vừa đủ. Vậy là ổn rồi, giờ thì về lại giường nhé. Wow, không còn đất bẩn. Sạch tinh tươm. Đắp chăn cho bé đi không bị lạnh này. Có thế chứ. Ngủ ngon con yêu. Một ngày dài. Mau chuồn khỏi đây thôi. Xuyệt, đừng đánh thức người khổng lồ. Chơi thôi. Vào game nào. Không, đừng làm thế. Tớ biết tớ đang làm gì mà. Cứ để tớ chơi đi. Coi chừng. Chúng mình thắng rồi. Đập tay nào bạn thân. Tuyệt vời ông mặt trời. Tớ thấy như đang sống. Đừng làm tớ ngã. Wow, căn phòng đang xoay vòng. Lên trên này. Chúng mình có nên không? Kệ đi, vui là được. Betty chẳng biết đã có chuyện gì đâu. Chắc chị ấy cũng muốn được trang điểm lột xác. Cái này sẽ giúp chị ấy tỏa sáng. Wow, vậy là xong xuôi rồi. Làm tốt lắm. Đi nào, vẫn còn sớm lắm. Đã đến lúc lên đường. Tớ luôn muốn làm điều này. Bám chắc vào. Đôi khi tớ cũng muốn quậy banh nóc. Tớ không có bằng lái xe đâu. Khoan, giờ mới nói à? Trời đất ơi, vui quá đi mất. Woohoo. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, gạt số đi. Cậu vẫn chưa được trải nghiệm hết đâu. Oh yeah, đây mới gọi là tổ lái này. Tớ beautiful mất thôi. Nhưng mà quá đã. Tớ không muốn đêm này kết thúc. Chúng mình quay lại giường đi. Ừ, tớ mệt rồi. Tớ không còn khỏe như hồi trước. Còn nhớ khi chúng mình tiệc tùng cả đêm không? Ừ, vui dã man. Chưa gì đã sáng rồi. Mình mơ rất điên rồ luôn. Mình thấy búp bê sống dậy. Khoan, gì cơ? Sao lại? Có chuyện gì đêm qua? Chỉ là mơ thôi nhỉ. Mình đang làm nhảm cái gì chứ? Tất nhiên rồi, thôi đi rửa mặt cho sạch. Lên, sút. Không, đừng chuyền bóng qua. Sao họ lại làm vậy? Bố ơi, chơi với con. Lúc khác con yêu, trận này quan trọng lắm. Đi mà, mình chẳng bao giờ chơi. Con đã xem thời tiết chưa? Không ra ngoài được đâu, đang bão kìa. Nếu bố đã nói như thế, con đã mong được ra ngoài chơi. Bố rất tiếc. Để lần sau nhé. Lỡ cú ghi bàn. Bố dành nhiều thời gian xem thể thao hơn là chơi với mình. Chẳng công bằng gì cả. Thôi lại đành chơi với bức tường. Ok, bắt hay lắm. Xem này bố ơi, Betty sút. Bạn trượt rồi. Cẩn thận. Wow, cú kỹ thuật. Chẳng hiểu cái gì luôn. Chuyền bóng đi, nhanh. Không. Kiểu gì cũng u một cục cho xem. Chuyện gì thế? Bố nhớ là có cái gì đã bay vèo qua một cái và boom. Khoan, sao đổ hết rồi? Không thể tin nổi. Betty, con làm đúng không? Rồi mẹ sẽ tức điên lên cho coi. Con gái, bao qua báo mà. Betty không ở đây. Lần sau ra ngoài chơi. Ngoài trời vẫn đang mưa to nhỉ. Nhưng không sao hết, con cầm chiếc ô này đi. Chắc không được. Vứt vào thùng rác cho rồi. Khoan, bố có ý tưởng này. Chờ đây. Phải chỉnh sửa một chút đã này. Kéo đâu? Dạ dạ, có ngay đây. Chúc may mắn. Mong là hiệu quả. Băng dính, ngay. Có ngay thưa bố. Đây ạ. Chắc là được rồi đấy. Wow, đẹp quá đi mất. Mặc thử nào. Dễ chịu ghê. Đôi này. Sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Quậy banh nóc thôi. Ghét làm việc. Chán như con dán. Kết bài tập về nhà. Mãi mà chẳng kết thúc. Mấy giờ rồi nhỉ? Chúng ta chính thức đi nghỉ dưỡng. Thứ này và thùng rác. Và bố không cần mặc áo sơ mi nữa. Thế này mới chuẩn. Cuối cùng cũng được là chính mình. Đi với bố không Betty? Con đã mong bố sẽ nói thế. Tạm biệt bài tập. Mừng quá được cởi đồng phục ra rồi. Không phải phong cách của mình. Con đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt cả ngày. Háo hức quá đi mất. Không cần đeo kính cận nữa.
Nhìn con ngầu không? Ồ, phải đóng gói đồ mới được, có hết nhu yếu phẩm rồi. Đi du lịch thì phải có kẹo chứ, mà bao nhiêu sô-cô-la cũng là không đủ. Con gái nói chuẩn không cần chỉnh, vậy là đủ rồi. Mà chờ một chút, còn suýt thì quên mất. Em sẽ đi với chị Teddy. Hả? Gì cơ? Em không có quần đùi á? Chị đã chuẩn bị rồi, xem đây này, em sẽ cực kỳ sành điệu. Mong là em mặc vừa. Có hơi chật một chút. Gần được rồi. Hay là em thử nín thở xem, Teddy. Cố lên nào. Không ăn thua gì. Mà chờ một chút, mang quần áo nào đây? Của bố còn nhiều chỗ, chắc chắn sẽ vừa. Sweet Teddy, đây là bí mật của chúng mình. Em thấy thế nào? Chỗ này có vẻ khá thoải mái đấy. Vào đi này, dạo này em tăng cân à? Đó, chuẩn lệ. Mang hết đi, đỡ phải nghĩ. Sao con Teddy lại ở trong vali? Bố nói gì con chẳng hiểu luôn đấy. Đi nào, nhanh thôi. Bố nghĩ ra cách rồi. Cho Teddy vào túi thật bự, rồi kéo khóa đóng chặt lại. Tiếp theo mình cần máy hút bụi. Thích nhất phần này, mình sẽ dùng máy hút bụi để hút chân không cho túi. Đó, nó đang co lại. Bây giờ con có thể đút vào cặp rồi. Con yêu, thử đi nào. Wow, cứ như phép thuật ấy bố ơi. Tuyệt quá đi. Vừa như in luôn này. Vậy là đủ hết rồi đấy. Đi nào, nhanh không lỡ chuyến bay. Cha mẹ mang rất nhiều trách nhiệm trên vai, nhưng điều đó không có nghĩa bạn không thể vui. Đâu là mẹo yêu thích của bạn? Hãy cho chúng tớ biết dưới phần bình luận nhé. Nhớ chia sẻ video này với bạn bè và đừng quên đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video vui nhộn như thế này nha. Thổi cái phào này đến Tết Congo mất thôi. Khoan, đằng kia có vụ gì thế nhỉ? Này Lexi, cậu đã định xuống hồ bơi chưa thế? Tớ thích đi biển lắm. Mà hôm nay trời cũng đẹp nữa cơ. Chỗ này có vẻ ổn thị áp để ngồi nè. Nhìn cô ta kìa, không thèm để ý túi luôn. Mình sẽ chôm chỉa cả hai luôn. Đỉnh của chóp. Giờ để coi còn có gì cho mình chôm nữa không nhỉ. Mình thích ánh nắng ấm áp của mặt trời quá. Khoan, sao mình lại cảm thấy như thể có người theo dõi vậy? Hả? Đằng kia có ai đấy? Dùng cả ống nhòm luôn cơ á? Thôi không, cậu ta thấy mình mất rồi. Giả điên nào. Sợ dùng cả mình luôn. Chắc mình phải kéo túi lại gần hơn mới được. Biết sao không? Mình phải giấu hết tiền luôn thôi. Tiền của mình sẽ nằm yên ở đây. Gấp lại đã. Nhưng biết sao không? Tã sạch thì nhìn còn bình thường quá. Đến lúc dùng đến sô-cô-la rồi. Để lên trên tã và đợi nó chảy ra này. Oh yeah, chảy tè le ra lươn rồi. Giờ phết phết ra chút xíu nữa. Nhìn kinh dã man con ngan, sẽ không ai thèm nhìn cái này đâu. Mình đúng là thiên tài, thật luôn đấy. Mình sẽ không phải lo về vụ mất tiền nữa rồi. Cậu ta ngồi dậy và để lại túi kìa. Cơ hội chôm chỉa thêm một bịch snack nữa là đây. Nhỏ này có bị ngốc không thế? Cứ vậy mà để túi ở đây à? Thế thì càng tốt nhé. Wow, không thể nào, kinh quá. Hay là mình lấy cái túi bên dưới tã nhỉ? Thôi, dẹp đi, tã bẩn chết đi được ấy. Thôi rồi, cậu ta đang quay lại kìa, mình phải phắn thôi. Đi dạo xong thấy thoải mái quá. Nhìn nè, tã bẩn vẫn còn y nguyên luôn. Nó giúp tiền và túi của mình không bị trộm thành nghề á. Chắc chắn là mình sẽ dùng mẹo này lần nữa. Đến giờ ăn bánh rồi. Ôi, trời. Không thể tin vào mắt mình luôn. Chắc mình ói xỉu mất thôi. Tên trộm chạy như ma dí kìa. Hài quá đi mất. Hôm nay trời nóng quá đi thôi. Nhưng đến nơi rồi. Cơ mà đói như con sói luôn. Ai mà ngờ đi bộ đường dài lại làm mình đói cơ chứ. Chả, để xem mình có mang quả vặt gì nào. Cái túi này to với sâu hơn mình tưởng ý. À, đây rồi này. Tìm thấy cái gì nè. Và... là xịp sao? Mình đâu có cần cái này. Mình có mang con gấu này đâu ta. À, đúng là món mình đang tìm rồi. Chuối đó bà con. Nhưng chả, chuối thì có hơi chán quá. Không đời nào, ly gì kìa. Cậu ấy có mang marshmallow nướng nữa chứ. Cậu nghĩ sao nào chuối vàng, tụi mình triển luôn nhé. Ok, mình sẽ cần dụng cụ. Cái lon đằng kia trông được đấy. Mình cần cắt lon ra thế này, kiểu như lột vỏ ấy. Chuẩn nhỉ chuối. Tiếp theo mình sẽ cho một miếng giấy bạc lên trên cái lon. Tớ sẽ gấp giấy bạc ra đằng sau mấy cái cánh này. Đỉnh của chóp, tớ đã làm xong vỉ nướng than rồi đó cả nhà.
đã đến lúc bật lửa và chờ than bén vào rồi. Ok chuối ơi, đến lúc tỏa sáng rồi đó. Mình sẽ tách vỏ chuối theo chiều dọc như thế này, đến phần xịn sò nhất rồi. Nhồi sô-cô-la chip và marshmallow vào chuối nào. Và đến lúc nướng em ấy trên cái vỉ này rồi. Giờ mình sẽ chờ cho nó chảy ra và chín này. Ok, chắc vậy là đủ lâu rồi. Nhìn đống sô-cô-la marshmallow và chuối dẻo dẻo nhéo kìa. Ngon lành quá. Lexi, này, chào. Tớ nè, Lizzie. Cậu có cái gì đó, tớ có mang theo thìa này bố. Được rồi, cho cậu miếng chuối trong thuyền này nè. Cảm ơn nhé. Nhìn ngon rơi nước mắt luôn, chén ngay nào. Oh wow, ngon thật sự luôn. Cậu thông minh quá à. Cảm ơn cậu, nè, ăn nữa đi gái, còn nhiều lắm á. Đúng là một buổi chiều thoải con gà mái. Lexi ơi, tớ thích hồ bơi lắm luôn ý. Xuống đây chơi đi. Được chứ, đợi tớ ăn hết bánh đã nha gái. Cái gì? Thôi nào, còn nhiều bim bim lắm ý, xuống mau đây. Ngon thế này mà không ăn hết thì phí lắm á. Lexi ơi, đi nào. Xuống nước chơi với tớ đi. Nước đã lắm luôn. Đến lúc đi bơi rồi. Cậu đùa tớ à? Thôi nào, ăn lâu thế thì tới mồ quýt mất thôi. Cậu nói phải, đợi tớ xíu. Mà khoan, bim bim, xuống hồ cái coi. Rồi tớ đến nè, đừng đi đâu nhá, tớ phải dùng thang ý. Ok, tới rồi, tớ đang ở hồ bơi với cậu này. Tớ muốn chén bim bim chút thôi. Vào miệng dùng đi. Không, nhầm rơi xuống nước mất rồi. Cậu hâm thật đấy Lexi. Nhìn nè, cậu cần cái này để má. Tớ có phao xinh xinh cho ly nước của tớ á. Nhìn hay ho thật sự đấy. Và nhìn cũng đáng yêu nữa. Tự nhiên mình có ý này. Ok, mình có cái ly nhựa này nè. Đặt đĩa lên trên đó đi. Vậy là tớ có thể rót nước ngọt vào rồi. Ăn bim bim mà không có nước ngọt thì khô lắm á. Đấy, vậy là đủ rồi nhé. Và đương nhiên là tụi mình cũng cần ống hút nữa. Như thế mới có cảm giác nhiệt đới. Ta-da, đến lúc trở lại hồ bơi cùng với bim bim rồi. Tớ nè, nhìn nhé Lizzie, tớ có cách mới xịn sò để ăn bim bim trong hồ bơi rồi. Wow, đỉnh cao, tớ rất ấn tượng luôn đấy. Ui là trời, hết nước sử rồi, chán như con rán. Chả, thế thì uống nước hồ bơi cũng được mà. Trời dưới hồ bơi vui ghê, tớ thích mùa hè quá. Này Lizzie, xin lỗi vì đến trễ nhé. Tớ ghé cửa hàng tại tớ nghĩ tụi mình sẽ thèm bánh quy. Nước ngọt nữa. Và cả mũ nè. Ủa? Gì? Khoan đã, tớ nghe điện một phát. Đây, cầm giúp tớ với nhá. Trời ơi, nặng muốn xỉu á. Cậu ấy cất cái gì trong này vậy không biết. Ôi là trời, mang cả một quả dưa hấu mới ghê chứ. Cậu ấy định làm gì với quả dưa này vậy trời. Chà, để xem còn gì nữa nào cả nhà. Có con dao, chuẩn rồi. Chắc là để cắt dưa hấu chứ gì nữa. Đây là dao nhựa mà. Có cắt được miếng nào đâu mà. Thôi nào, dao bé tí, cậu có thể cắt mà. Tôi tin tưởng ở cậu đây. Còn chả xây xước chút nào luôn ý. Mình sẽ dùng kéo luôn vậy. Ok, dưa ơi, người sẽ phải trả giá. Tuyệt, ok, nhìn hơi bị ổn áp luôn nhé. Thế là xong. Khoan, gì vậy trời? Mình chỉ khắc được mỗi cái trái tim này thôi hả? Quả dưa này là mình tức cái nách quá à. Nhà người tới công chuyện rồi đó nhá. Ủa? Không bể luôn đó mà. Chắc đùa mình hay gì vậy? Chắc đây là một trái siêu dưa rồi. Chẳng có gì xuyên qua nổi nó cả. Tuyệt, ok. Xíu tôi nói chuyện với cậu sau nhé, bye bye. Phủ, xin lỗi cậu nhé, tớ tưởng nói chuyện nhanh cơ. Ok, đưa quả dưa cho tớ xem nào. Ok. Cảm ơn cậu, giờ nhìn này. Tụi mình sẽ cắt quả dưa bằng tăm đó gái. Xem nhá. Boom, cây tăm xuyên qua phần vỏ rồi đấy. Xem tớ xuất chiêu nhé. Hay ya. Wow, cậu làm hay vậy mà. Phi thường thật đấy, sức mạnh nội tại của tớ mà. Giờ tụi mình có thể tách quả ra rồi. Của cậu này, nửa của cậu á. Yay, tớ thích dưa hấu tươi lắm. Thèm ơi là thèm á. Quả dưa này ngọt xỉu luôn. Đã miệng dễ sợ. Chả cần thìa luôn đi má ơi. Cứ cắn là được rồi. Chiều hôm nay tuyệt quá à. Cảm ơn Lexi nhé. Và cậu chẳng thể tin nổi cậu ta nói gì đâu. Wow, chỗ này thích thật đi. Tụi mình phải tổ chức picnic ở đây thôi. Lấy tấm mền và nước này. Phải mở túi mới ăn được ý mọi người. Ôi không. Ôi. Tôi không cố ý đâu bạn mình ơi. Hay thật, bỏng ngô văng tứ tung luôn rồi này. Giờ mình phải làm gì đây? Chả có cái tô nào để hốt lại cả. Khoan, tụi mình có cuộn khăn giấy này mà.
Có lẽ tớ sẽ chế ra được thứ gì đó hay ho. Ok, tớ có khăn ăn đây rồi, giờ tách hai lớp ra này. Phải làm thật cẩn thận nhé, chỉ cần tạo ra một cái túi ở đây thôi. Hoàn hảo, vậy là được. Giờ, bỏng ngô có thể đi vào bên trong rồi. Ta-da, tớ làm túi đựng bỏng ngô bằng khăn ăn nhé bồ. Giờ mình có thể nhấm nháp món ăn vặt mặn mòi này rồi. Wow, Lizzie ơi, tớ thấy hơi bị ấn tượng luôn đó nha. Lizzie đừng, nước ngọt kìa. Hả? Phù, suýt thì tiêu tùng. Nhưng tớ bắt được rồi á. Để xem, ước gì mình chế được cái nắp nhỉ. Nè, khăn ăn lại đến giải cứu đây. Thông minh quá, thế nào cũng ra gì cho xem. Chỉ cần đảm bảo là giấy phẳng phiu thôi, rồi kéo qua nè. Đấy, vậy là xong, và giờ khăn giấy đã biến thành nắp rồi đó. Xem nhé, thấy chưa, nước ngọt hết đổ ra rồi. Ủi, hôm nay tụi mình sử dụng khăn ăn hiệu quả nha. Nè, ăn mừng bằng bỏng ngô thôi. Hôm nay trời nắng quá, nắng vỡ đầu ấy. Mình thấy nóng muốn xỉu ngang luôn rồi. Cái quạt này chả làm mình được mát hơn miếng nào cả. Không hiểu kiểu gì luôn. Sao hôm nay ông mặt trời nóng quá vậy? Đáng lẽ mình không nên nhìn thẳng vào mặt trời như thế. Này, cậu sao? Rồi, cậu cứ uống tự nhiên đi gái. Wow, chậm chậm thôi bà ơi. Uống vậy thì sao mà kịp thở? Đưa đây nào, cái này sẽ giúp mình mát hơn xíu á. Ngày nóng mà được ăn kem thì tuyệt quá. Wow, cậu có thấy người tớ đang thấy không? Để làm quen cái coi. Chào đằng ấy. Hả? Này. Hả? Eo ơi, dẹp đi má. Khoan, ảnh đi à? Đi đâu vậy? Mà sao thế ta? Ôi không, cây kem này chảy hết ra tay và ngón tay của mình rồi. Khổ ghê. Tay cậu ấy bẩn đến nỗi ông anh kia biến luôn. Chả, dù cậu ấy trộm kem của mình, nhưng mình có thể giúp nhỉ. Mình có thể giải quyết vụ này cho xem. Chỉ cần dùng chai nhựa này thôi. Nghiêng nghiêng thế này nè. Thế là xong, mình đã giải quyết vấn đề kem chảy rồi nhé. Nè, giờ kem đã được đựng trong này rồi. Cái chai á. Kem đã trở lại rồi, cảm ơn cậu nhiều. Anh chàng ấy quay lại kìa má. Cô nàng hết bị dính kem rồi kìa bà con. Là trời, anh đẹp trai đang tiến về phía này nè. Chào, em khỏe không? Tụi mình đi dạo chút xíu nhé. Mình đúng là một người bạn tốt. Cậu ấy sắp đi đu đưa rồi kìa. Các bạn thích chuẩn bị đồ ăn để đi picnic như thế nào vậy? Hãy comment ngay nha cả nhà. Đừng quên chia sẻ video này với bạn bè và nhớ đăng ký kênh để xem thêm nhiều video hay ho như thế này nhé. Đánh răng sạch thơm nào. Tuyệt quá, kem đánh răng vui ghê. Trời đất, sao mà bầy bừa thế? Chà, ít nhất thì thằng bé cũng chịu đánh răng. Nhưng mà phải giải quyết vấn đề này thôi. Mình sẽ bóp kem đánh răng vào cái poppit này. Con yêu ơi, dùng kem đánh răng này đi. Wow. Thư giãn đầu óc với trà nóng thôi nào. Mẹ, mẹ ơi, mẹ nhìn này, hôm nay con đi học đấy. Áo choàng của mình bẩn mất rồi. Ok, lại đây nào con yêu. Để mẹ xem nào, con mẹ phải đẹp trai nhất lớp nhé. Ok, đi mẫu giáo thôi. Mẹ ơi, trời mưa to quá à. Ok, phải làm gì bây giờ? Đừng khóc con yêu. Nhìn này, mình có ô mà. Quên mất, ô bị sét đánh tan nát rồi còn đâu. Con muốn đi học mẫu giáo cơ. Từ từ đã nào. Khăn giấy của mình đâu rồi ta? Khoan đã, rèm phòng tắm kìa. Giải pháp là đây chứ đâu. Được rồi, mình sẽ gấp lại như thế này. Đến lúc dùng cây kéo thần thánh rồi. Mình sẽ cắt phần đỉnh nhọn của rèm đi. Ok, bây giờ mình đã có các mảnh cần thiết rồi. Dùng máy ép tóc kéo vài đường thật cẩn thận nè. Xong nhá, y như áo mưa xịn sò luôn. Ta-da, con yêu thấy sao? Thích áo mưa mới của mẹ không nè? Có ạ. Mẹ làm cho con một cái luôn nè. Giờ mẹ con mình có thể đi mẫu giáo và vẫn khô giáo rồi. Chào bé con. Hả? Ai vậy ta? Kính con đâu rồi ạ?
Dậy nào, sáng rồi con yêu. Oh, con chào bố ạ. Nào ngoan, đánh răng đi con. Phải ăn hết ngũ cốc để trông lớn và thông minh nhé con gái. Con thích ngũ cốc lắm ạ. Nào, con đã sẵn sàng đi học chưa? Oh, để bố buộc giày cho con không lại vấp. Oh, wow, tóc con rối quá kìa. Oh, giày buộc tóc. Chà, để bố thử xem. Buộc thế này phải không con yêu? Không ạ, xấu lắm bố ơi. À ừ, rồi, thế để bố thử kiểu khác nhá. Đứng im để bố buộc cho dễ nào con. Khoan, mà thôi, cứ xoay nữa đi. Giỏi lắm con yêu, xoay đi nào. Và giờ bố buộc dây vào là xong rồi. Wow, giống như sừng của unicorn quá ạ. Xin mời vào. Bố ơi, con chào bố. Ồ, công chúa nhỏ của bố. Hôm nay con đi học có vui không con? Được rồi, ngồi đợi bố ở ghế để bố làm nốt nhá. Bố sắp xong rồi, đợi một xíu thôi nha con gái yêu. Con chán ạ. Bố sắp xong rồi. Ôi không, con bé đâu rồi? Ra khỏi gầm bàn cho bố nào. Giờ ngồi ngoan ngoãn ở đây nghe chưa? Trẻ con đúng là nghịch ngợm. Khoan, cái gì vậy? Không được đâu. Dừng lại, nhanh. Số liệu của bố mà. Ở yên đây nhá. Nhưng mà con chán. À đúng rồi, cái này thì sao? Con muốn xem điện thoại không nè? Yay, xem các anh chị. Hết pin rồi bố ơi. Ôi không, dây sạc của mình đứt rồi. Phải làm sao bây giờ? Khoan, chắc mình có thể làm gì đó với cái ốp này nhỉ? Đây rồi, dùng loại khăn giấy này đi. Đổ keo vào túi nhựa này nữa. Chắc là đủ rồi đấy. Lấy máy ép tóc, hàn chặt túi nhựa vào nào. Rồi đặt túi lên ốp. Sau đó dán khung hình kim tuyến lên. Tuyệt, giờ con bé có thể chơi với cái này rồi. Yeah, con gái mình sẽ thích lắm cho mà xem. Cho con nè. Wow, có hoa màu hồng trong này. Mình thích chơi tô màu lắm á. Mẹ ơi, con vẽ ô tô này, cho con giấy nữa đi ạ. Oh, có ngay con yêu. Cầm lấy này. Mình sẽ vẽ mặt trời màu tím lịm tìm sim. Cho con thêm giấy đi mẹ ơi. Sao dùng làm giấy thế ông tướng? Này, cầm lấy. Ui. Oh, hết sạch giấy rồi. Xin lỗi con yêu, nhà mình hết sạch giấy vẽ mất rồi. Trời ơi, đừng khóc mà, không sao đâu. Mình đã có cách rồi, mình sẽ cần miếng bìa các tông này và vẽ một hình nào đó lên giấy. Chắc chắn thằng bé thừa hưởng cái vẽ từ mình rồi. Ổn đấy, nè, đã vẽ xong. Và giờ, mình sẽ bọc nó lại bằng băng dính. Xong, gấp thành từng ô là được. Này con yêu, xem mẹ có gì này. Con muốn tô màu chú rùa này không? Đó, đơn giản lắm, nhưng con có thể tô màu bao nhiêu lần cũng được luôn. Hay không nào? Hay ạ, đưa cho con với mẹ. Con sẽ tô màu con ngựa này. Nào nào con yêu, xem phòng chơi mới của con nhé. Đẹp lắm phải không? Wow, quá trời đồ trong này luôn. Oh, quá nhiều thứ nguy hiểm ở trong này. Không, bé ngoan ơi, con chờ đây chút nhé. Không được di chuyển, bố cần khiến nơi này an toàn hơn. Đến lúc làm căn phòng này thân thiện với trẻ em rồi. Phải bọc hết các góc cạnh nhọn vào. Thêm tí băng dính nữa cho chắc ăn. Phew, ổn áp, có vẻ an toàn lắm rồi. Cũng mệt phết chứ đùa. Ok bé cưng, con sẵn sàng chơi chưa? Con bị ngã rồi bố ơi. Yay, chơi thôi. Khoan, đứng yên. Suýt thì ngã rồi đấy.
bố phải dán thêm vài chỗ nữa mới được. Mình sẽ dán băng dính hai mặt lên sàn và giờ nhấn thảm xuống băng dính. Đó, không còn lo thảm bị xê dịch nữa rồi. Ok, chơi vui nhé con. Yay, phòng chơi. Phù. Ôi chào công chúa. Còn bé dễ thương quá. Cất đi, tí lại ăn tiếp nào. Con đói bố ơi. Bố ơi, con muốn được ăn bim bim. Ồ, rồi rồi, của con đây. Bố ơi, con ăn hết món này rồi ạ. Món sô-cô-la là ngon ghê. À, đúng rồi, kẹo mút lúc nãy. Ew, kinh quá đi. Hết được ăn kẹo mút mất rồi. Ôi trời đất, thôi đừng buồn mà. Cho con cây khác nè. Hình như mình vừa nghĩ ra ý hay thì phải. Vừa như ý luôn. Nhìn này, kẹo mút mới cho cục cưng của bố đây. Dạ, cho bố cái này nè. Cất cái này đi, lát nữa ăn nè. Con đi chơi với bóng bãi biển đây ạ. Các bạn có định dùng những mẹo vặt xịn sò này không? Hãy cho chúng tớ biết dưới phần bình luận nhé! Đừng quên chia sẻ video này với bạn bè của bạn và đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video hay ho như thế này đó nha! À, lại một ngày đi bán hàng tạp hóa chán đời nữa! Tuyệt, cậu đánh nhanh tay đấy. Ồ, khoan đã, con gái ơi, bố quên cái này, đợi bố đi lấy một phút nhá. Hả? Ủa, bố đi đâu thế? Còn mình luôn, mình lạc rồi. Hả? Sao thế cô bé? Nhìn cái gì mà nhìn? Ôi không, anh ấy sắp tính tiền rồi, bố đâu nhở? Bố ơi, bố. Mình không thấy bố đâu cả. Bố đi đâu rồi hả trời? Sao thế? Có tiền trả chưa bé con ơi? Ôi không, mình đào đâu ra tiền chứ? Đống đồ này nhiều tiền lắm đấy nha. Ấy đừng, nhiều tiền lắm bé ơi. Nếu không trả tiền thì mình sẽ đi tù mất. Xong rồi, bố này, bố đi lấy nước ngọt, cần thiết lắm đấy. Mình làm lâu đài cát giỏi ghê, mình đỉnh nhất thế giới. Bố ơi, con đói quá, cho con em bim bim với. Rồi, của con này, ăn ít thôi kẻo sâu răng. Yay, con cảm ơn bố. À, con bé làm cát văng tứ tung luôn. Phải phủi cát khỏi tấm chăn thôi. Nhiều thế không biết, quét mãi chả hết nổi. Ok, vậy là ngon lành rồi, giờ nghe podcast tiếp nào. Hả? Thôi nào Lizzie. Mì. Khổ ghê, con bé đúng là sáng nắng chiều mưa. Khoan, con đùa bố hả? Cát rơi hết vào nước của bố rồi. Trời ạ, cát lại văng khắp mọi nơi luôn này. Khổ quá, đây là cái thứ làm mình mệt mỏi nhất mỗi khi đi biển. Cát dính khắp nơi dù mình ở rất là sạch. Ok, mình đã rũ sạch cát rồi, giờ đặt mấy cái ba lô vào góc của tấm vải nào. Còn đây là chỗ cho một chậu nước nhé. Thế là xong. Oh, khoan nào Lizzie. Trước khi đi vào bạt, con phải cởi giày ra đã. Sau đó rửa chân trong chậu nước này nhé. Đấy, giờ bố cũng rửa luôn. Sạch bóng sang bóng. Giờ bố cũng bước vào tấm vải này. Đấy, tuyệt hơn nhiều nhở. Hai bố con mình đều sạch sẽ. Mình phải công nhận là ý tưởng này siêu xuất sắc.
Hôm nay mình còn nhiều việc phải làm quá. Ta-da, ta-da, con đỉnh nhất, bố gà chip. Bố ơi, bắt bóng bay của con nè. Hả? Ờ, bố hiểu rồi. Ok là, bố ném này, trả con đấy. Hả? Bố chán ỏm luôn. Giờ bạn bóng bay buồn bực rồi, y như mình luôn. Bạn ấy cần khuôn mặt, mặt giận dữ nhé. Vì cậu ấy là bóng bay cáu kỉnh, y như bố. Bố ơi, bố nhìn này, bóng bay trông giống bố. Ừ, con thông minh lắm, giỏi lắm. Mình nóng và mệt quá. Vì mình siêu nhanh luôn. Bố ơi, bố ơi, bố, bóng bay giống bố này. Lizzy, bố đang làm à? Bố quá đáng ghê, bực bội. Biến đi bóng bay cáu kỉnh và bố cáu kỉnh. Thôi rồi. Hả? Quả bóng bay này nổ to thật. Không, bóng bay cáu kỉnh ơi. Đùa mình hay sao vậy? Ok, chắc mình phải ra tay để làm cho xong việc rồi. Mình có một quả bóng nhiều lỗ và một quả bóng trong suốt. Làm thôi nào, mình đã lồng bóng trong suốt và bóng có lỗ. Giờ mình cần một cái phễu để đưa kim tuyến vào bóng. Kim tuyến sao màu vàng này sẽ được việc đấy. Đổ vào bóng này. Xong rồi, giờ mình cần chút nước. Nước ngọt này ok đấy. Đổ vào nhé. Được rồi, thế này là đủ. Thử một phát xem sao. Tuyệt, hiệu quả y như mong đợi luôn. Mình nhớ bóng bay cáu kỉnh quá. Đồ chơi mới, vui và long lanh quá. Yay, con cảm ơn bố, con thích lắm ạ. Phù, tạ ơn thần linh. Như vậy con bé sẽ ngồi yên một lúc. Bố ơi bố, bố xem con bóp quả bóng mạnh chưa này. Đúng là cuộc sống của những ông bố. Làm việc tiếp thôi. Thử tìm xem có gì hay để xem không nào. Chuẩn luôn, tin thể thao này, đúng ý mình luôn rồi. Phải mở to tiếng lên nghe mới đã. Nhìn quả táo ấy kìa, xinh xẻo ghê. Yay, ăn táo thôi, quả này chắc chắn là ngon lắm đây. Áo, cứng ngắc luôn. Ông này nói chí phải, thêm mảnh tiền đạo nữa chắc sẽ ra gì đấy. Hả, quả táo của mình đâu rồi? Nó trốn mất rồi à? Lý gì, táo cứng lắm sao con lại cắn như thế hả? Ôi, thôi rồi bố ơi, răng con rụng mất tiêu. Ôi trời ơi, phải dừng TV đã. Wow, răng rớt hết xuống sàn rồi kìa. Quá khổ, bố phải làm gì với con đây? Thôi, đừng buồn nha. Đưa bố quả táo rồi bố làm đồ ăn cho. Cái thìa này sẽ giúp bé con Lizzie. Ok, mình chỉ cần xoáy một vòng nho nhỏ thôi. Đấy, giờ dùng cái thìa nạo nạo thịt táo ra này. Hoàn hảo, thế là xong. Hay là mình thử gắn răng lại nhỉ? Ow. Ôi, hiệu quả rồi. Vậy là hàng tiền đạo vẫn còn. Chào con yêu, bố có táo ngon cho con này. Ok, há miệng to ăn táo nhé. Yay, con thích táo. Táo là loại trái cây ngon nhất. Ok, giờ xem tin thể thao tiếp thôi. Thưởng thức buổi chiều nào. Mệt quá à, mình ghét bị bệnh. Achi. Ui, mình hắt xì nhiệt kế luôn này. Nào con gái rượu, để bố xem bao nhiêu độ nhé. Con thấy sao con yêu, vẫn chưa khỏe hơn hả? Nhiệt độ này không ổn tí nào, con phải uống thuốc thôi. Không, con ghét thuốc lắm, thấy ghê lắm bố ơi. Bố rót rồi, vậy là đủ nhé. Nào Lizzie ngoan ngoãn, con phải uống thuốc để hết bệnh mà. Gì vậy trời, con bé đào tẩu hay thế. Phải trốn thôi, con không uống thuốc đâu. Con giỡn mặt bố đấy à? Con bé này đúng là láo lỉnh. Con giỏi trốn lắm bố ơi, bố không tìm thấy con đâu. Mình chẳng muốn thưởng thức buổi chiều như thế này chút nào. Mà khoan đã, mình có ý tưởng này. Ok, mình có cái thìa và thuốc ở đây. Tiếp theo, mình cần cây kẹo mút nhỏ này, nhúng nó vào thuốc nào. Phải xoay xoay vài vòng nhé. Mình cần thuốc phủ đều lên kẹo. Con ơi, bố có quả vặt này. Ôi không, bố trở lại kìa, bố lại bắt mình uống thuốc cho xem. Hả, gì vậy, bố có kẹo mút kìa. Con sẵn sàng ăn kẹo mút rồi ạ. À. Ok, của con này bé yêu, ăn cho khỏe nhé. Ngon ơi là ngon luôn, đỉnh của chóp ạ. À. Đúng rồi con lắm, bố cũng ăn một cây đây. Oh yeah yeah yeah, giờ ăn tới rồi, đồ ăn là tuyệt nhất. Con nói đúng, chuối của con này. Và đây là yến mạch với nước cam. Đủ rồi nhé. Rồi ăn đi, bữa sáng quan trọng nhất đấy. Yay, bữa sáng hết sảy con bà Bảy.
Khoan, gì thế này? Con bé ăn bừa bộn quá. La la la, con vẽ mặt trời này, con xịn nhất nhà. Con đùa bố đấy à? Được rồi, mình phải dọn đống đồ ăn này thôi. Nào con yêu, con phải đeo yếm vào cho sạch nhé. Giờ mọi thứ lại sạch sẽ rồi, ăn sáng rồi đi học nhé con. Ok, đọc báo tiếp nào, đọc nhiều mới hiểu biết chứ. Trời đất ơi, Lizzy, sao con lại làm thế? Oh, không phải tại con đâu bố. Giờ mình phải rửa mặt nữa chứ. Mới sáng sớm ngày ra, mình còn chưa kịp uống cà phê luôn. Ổn hơn rồi. Ôi không, cà phê dính lên bàn mất rồi. Khoan đã nào, tai nạn này là mình nghĩ ra một ý cực hay. Mình có miếng giấy ở đây, giờ úp ly cà phê xuống nhé. Tiếp theo là vẽ một vòng tròn bằng miệng cốc. Thế là xong, vậy là vẽ được mấy vòng tròn đẹp đẽ. Giờ phải vẽ thêm cái thìa nữa này. Ngon lành, đúng là thứ mình đang cần rồi. Thế nào cũng được việc đây. Ok, bố có miếng lót mới cho con yêu này. Thấy không, giờ con có đủ chỗ cho mọi thứ luôn nhé. Wow, con cảm ơn bố. Ok, mình phải để cái này vào vị trí này. Làm được rồi, mình giỏi quá đi. Phải bỏ ly nước ép này vào đây luôn nha. Tuyệt vời, mẹo này có vẻ ổn đấy. Con bé không bày bừa nữa rồi. Buổi sáng bình yên là thế đấy. Bạn sẽ làm gì để cát không văng tứ tung? Hãy cho tụi tớ biết trong phần bình luận nhé. Và đừng quên chia sẻ video này với bạn bè cũng như đăng ký kênh để xem thêm những video xịn sò như vậy nhé. Nhớ bấm thích và đăng ký để xem thêm nhiều video tuyệt vời hơn nữa. Nghỉ hè, và thế nghĩa là ăn vặt và chơi game cả ngày. Xí thì được. Con yêu, chuyện gì thế này hả trời? Mẹ ơi. Hả? Bừa. Con nói xem thế này là sao? Từ từ mẹ ơi, hôm nay là ngày đi bơi. Mẹ không thể tức giận vào ngày đi bơi được. Mẹ uống nhé. Thích thú ghê. Suýt thì tài. Mùa hè là để yêu, không ai có thể giận dỗi ở hồ bơi. Sắp tóm được rồi rùa kìa. Wow, ta vẫn đang đói. Nào. Ôi. Thôi ngay. Kệ đi, ta sẽ cho mình biết tay. Ui, rùa của mình. Ôi trời, đành ra lấy vậy. Sàn nóng quá. Có ai đó giúp với. Chuyện gì vậy? Mẹ ơi, chân con đang bốc cháy đây này. Con yêu, được rồi, ngồi yên nhé mẹ. Mẹ sẽ xử lý. Mẹ chỉ có chừng này nước thôi. Mẹ. Nào nào, chờ chút. Lót trên đây. Dù chỉ là bằng giấy, có lớp dưới dính được. Không thể nào. Được rồi đó con yêu. Tuyệt vời. Giờ không lo bỏng trên nữa. Rùa, bắt được rồi. Cảm ơn mẹ. Không, cảm ơn con. Con muốn trở thành cầu thủ bóng rổ. Hay đấy. Mẹ, đây, bắt lấy. Hả? Cung nước của tôi. Phạm lỗi ạ. Còn bất cẩn quá đấy Megan. Nhưng thỉnh thoảng lỡ tay thôi. Phăng thử. Này, tạp chí của mẹ. Oops. Chuyện này lố bịch đấy nhé. Nhưng thôi không sao. Chú ý hơn nhé. Con còn muốn ăn kẹo không? Của con hết. Con xin. Thôi được, để mẹ lấy. Khoan. Mình quá già để làm việc này. Đúng là không may mắn rồi. Kinh quá. Thật ra mình có ý này, chắc chắn sẽ rất tuyệt. Cùng xem nhé. Được rồi. Chờ đã.
vậy hả? Giờ cho con ném bóng đấy. À, con hiểu rồi. Ném chuẩn vào nhé. Làm một cú xoáy nào. Vâng ạ. Ném trúng rồi. Lại nữa. À. Quá tuyệt luôn. Hôm nay trời đẹp quá chừng. Mẹ, chờ con với. Con tới đây. Chơi gì đã thấy vị điểm rồi. Và những tảng đá sushi. Ôi không, xe bị kẹt rồi. Thôi nào, chả ra sao cả. Mẹ ơi. Con yêu. Ôi chào, chuyện gì thế? Xe của con, mẹ thấy đống đá không? Kẹt rồi ạ. Đưa cho mẹ nào. Không được, của con mà. Thế thì sao mẹ giúp được? Nhưng xe của con. Để mẹ xem nào. Biết rồi, chúng ta cần có trợ giúp. Phải rồi, nhìn này. Con không hiểu. Nó sẽ giúp xe của con đi được qua đá. Thấy chưa, được rồi này. Yay. Của con đây. Wow, mẹ là đỉnh nhất. Nào xe tải, đến lúc ra biển rồi. Nào sẵn sàng chơi chưa nào con? Hôm nay chúng ta sẽ ở đây. Thích quá. Chờ mẹ một giây. Ôi không, lèo bay mất rồi. Sao? Đâu rồi? Bay mất rồi mẹ. Được thôi, chờ mẹ một chút. Mình cùng làm lều mới nhé. Sẵn sàng chưa? Đó là gì thế hả? Con không hiểu. Đây là khung lều đó. Khoan, giờ đến bước tiếp theo. Cái này sẽ gắn các khung lại với nhau. Sao ạ? Cứ tin mẹ đi con yêu. Giờ thì làm cửa nhé. Ta-da! Được đấy chứ, phải không? Wow, vâng ạ. Vừa chưa ạ? Yay! Mày là cục cưng thích nó. Hít vào, thở ra. Chào. Bụng con đói meo rồi. Bụng bảo phải ăn vặt thôi. Ngon quá. Thở ra. Ngoan quá. Hết rồi sao? Chuyển món tiếp theo. Tiếng gì vậy nhỉ? Quá nhiều bim bim. Nhưng chúng ta cần thư giãn. Hết khoa chiên. Đến sô-cô-la nào. Vẫn ăn sao? Thế chứ. Con yêu, con nhai khẽ thôi nhé. Xong. Bụng vẫn đang sôi. Nghe rồi. Meg, sao thế? Con ăn rất nhiều đồ ăn vặt. Gì? Rồi sao? Con sắp vỡ mộng. Không. Lại con thẳng với phía mẹ. Được rồi. Mình phải có gì đó ở đây chứ. Đây. Bát ư? Không được. Được rồi, cái này thì sao? Đây nữa. Quá chuẩn luôn. À, được rồi. Con sẽ quay lại ngay. Chỗ này được không nhỉ? Vì mình cần giải quyết ngay. Sâu hơn nữa. Đá. Không được quên túi. Có ai thấy không? Được rồi. Thế. Nghẹn cả người. Thế là xong. Và hít vào. Cái gì? Con vừa đi vệ sinh. Được thôi. Eo ơi, mình cần đi tắm. Thôi, lại ăn nữa sao? Ít nhất là giờ mình đã sẵn sàng. Khoai chiên ngon quá. Và mặt trời chói chang quá.
Nắng gì mà hoa cả mắt. Nóng quá mẹ ơi. Sao ạ? Con quên thoa kem chống nắng rồi. Nhưng bôi giờ vẫn kịp đấy. Nào. Ouch. Khủng ghê. Giờ sao? Chờ một chút. Biết rồi. Đau quá. Chờ đã nào. Đến đây nào. Nằm xuống và thư giãn. Chiến dịch người burrito bắt đầu. Mẹ chắc chứ? Con đội cả mũ của mẹ cũng được. Giờ thì nắng đứng ngoài khóc. Đây. Ôi, xin chào. Con muốn chơi với nó. Được thôi. Wow. Oopsie. Cách này không được. Phải điều chỉnh một chút. Điều chỉnh thế nào ạ? Giữ chặt nhé con yêu. Mẹ sẽ xong ngay thôi. Mềm thật. Được rồi, quay lại việc chính. Phải rồi. Giờ mình có hình tròn. Vừa khít luôn. Mặc thử vào nào. Giờ con chơi thoải mái rồi nhé. Không sợ bị cháy nắng. Tuyệt. Ôi, giờ tớ ôm mực yêu đừng nè. Mình cần mũ khác. Để con. Cảm ơn con. Hãy chắc chắn chia sẻ video này với bạn bè và đừng quên đăng ký để không bỏ lỡ niềm vui nhé. Nào sẵn sàng chơi chưa nào con? Hôm nay chúng ta sẽ ở đây. Thích quá. Chờ mẹ một giây. Ôi không, là bay mất rồi. Giờ, đâu rồi? Bay mất rồi mẹ. Được thôi, chờ mẹ một chút. Mình cùng làm lều mới nhé. Sẵn sàng chưa? Đó là gì thế hả? Con không hiểu. Đây là khung lều đó. Khoan, giờ đến bước tiếp theo. Cái này sẽ gắn các khung lại với nhau. Sao ạ? Cứ tin mẹ đi con yêu. Giờ thì làm cửa nhé. Ta-da! Được đấy chứ, phải không? Wow, vâng ạ. Vừa chưa ạ? Yay! Mày là cục cưng thích nó. Hít vào, thở ra. Chào. Bụng con đói meo rồi. Bụng bảo phải ăn vặt thôi. Ngon quá. Thở ra. Ngoan quá. Hết rồi sao? Chuyển món tiếp theo. Tiếng gì vậy nhỉ? Quá nhiều bim bim. Nhưng chúng ta cần thư giãn. Hết khoai chiên. Đến sô-cô-la nào. Vẫn ăn sao? Thế chứ. Con yêu, con nhai khẽ thôi nhé. Xong. Bụng vẫn đang sôi. Nghe rồi. Meg, sao thế? Con ăn rất nhiều đồ ăn vặt. Gì? Rồi sao? Con sắp vỡ mộng. Không. Lại con thẳng với phía mẹ. Được rồi. Mình phải có gì đó ở đây chứ. Đây. Bát ư? Không được. Được rồi. Cái này thì sao? Đây nữa. Quá chuẩn luôn. Được rồi. Con sẽ quay lại ngay. Chỗ này được không nhỉ? Vì mình cần giải quyết ngay. Sâu hơn nữa. Đá. Không được quên túi. Có ai thấy không? Được rồi. Thế. Nhẹ cả người. Thế là xong. Và hít vào. Cái gì? Con vừa đi vệ sinh.
Được thôi. Eo ơi, mình cần đi tắm. Thôi, lại ăn nữa sao? Ít nhất là giờ mình đã sẵn sàng. Khoai chiên ngon quá. Và mặt trời chói chang quá. Nắng gì mà hoa cả mắt. Hứ. Nóng quá mẹ ơi. Sao ạ? Con quên thoa kem chống nắng rồi. Nhưng bôi giờ vẫn kịp đấy. Nào. Ouch. Khủng ghê. Giờ sao? Chờ một chút. Biết rồi. Đau quá. Chờ đã nào. Đến đây nào. Nằm xuống và thư giãn. Chiến dịch người burrito bắt đầu. Mẹ chắc chứ? Con đội cả mũ của mẹ cũng được. Giờ thì nắng đứng ngoài khóc. Đây. Ôi, xin chào. Con muốn chơi với nó. Được thôi. Wow. Oopsie. Cách này không được. Phải điều chỉnh một chút. Điều chỉnh thế nào ạ? Giữ chặt nhé con yêu. Mẹ sẽ xong ngay thôi. Mềm thật. Được rồi, quay lại việc chính. Phải rồi. Giờ mình có hình tròn. Vừa khít luôn. Mặc thử vào nào. Giờ con chơi thoải mái rồi nhé. Không sợ bị cháy nắng. Tuyệt. Ôi, giờ tớ ôm mực yêu được nè. Mình cần mũ khác. Để con. Ồ, cảm ơn con. Tớ biết, hôm nào tụi mình nhất định phải ăn trưa cùng nhau nhá. Lâu lắm rồi đấy. Mẹ ơi, con bị tuột dây giày. Đợi con buộc lại đã. Tuần sau thì sao? Piu piu. Được rồi đấy, chờ chút, đi thôi con yêu. Hả? Cô đưa con đi đâu thế? Xong rồi mẹ ơi, con tự làm nhé. Mẹ ơi, mẹ đâu mất rồi? Mình cần đổi kiểu tóc. Mẹ ơi, con chán. Wow, kẹo này. Ồ, chả còn viên nào. Đi tìm cái gì chơi mới được. Wow, tớ cũng biết lẻ lưỡi đi nhé. Nhìn này. Thấy không hợp lắm. Gì đây? Nhìn hay ho phết này. Wow, không biết có gì ở bên trong nhỉ. Wow, có hoa này. Mình sẽ dán lên người. Một cái trên má nữa nhé. Tuyệt vời ông mặt trời. Cứ như thả thù ấy. Mình ngầu bá cháy. Thằng cu đâu rồi? Liam. Ôi, con đây mẹ ơi. Ngầu không mẹ ơi? Còn làm gì đây? Thế này không được ra ngoài đâu. Để mẹ gỡ hết băng cá nhân ra. Ôi, không, đau lắm. Quay lại đây, mẹ không có thời gian đâu. Đứng lại. Không đuổi được nó nữa. Liam, cu ơi, xuống ngay. Không, mẹ đừng ép con. Ngồi xuống, đưa tay cho mẹ. Mình nghĩ ra cách xử lý rồi. Và sẽ không đau tí nào. Mình sẽ nhúng tăm bông vào Vaseline. Rồi trà lên trên băng cá nhân. Giờ thì chỉ cần bóp ra thôi. Xong, có đau không hả cậu hai? Biến mất rồi này. Để tôi xử nốt. Giờ mới thấy gương mặt đẹp trai của con này. Ok, đi thôi. Mẹ xót một cái. Suýt, bí mật của chúng mình nhé. Búp bê ơi, em xinh quá. Kẹo của con đây bé yêu. Con không cần đi toilet trước khi mình đi chứ? Không ạ. Đi thôi. Ok, ok. Chờ đã. Whee! Vui hết sảy bố ơi. Thời tiết đẹp quá. Đừng đi xa quá con nhé. Nhìn đẹp quá. Mình muốn hái nó. Đây rồi. Mùi thơm ghê.
Mình muốn đi xẻ xẻ. Bố ơi, bố ơi, chim sẻ gọi đại bàng. Bố hiểu rồi. Ok, đi với bố nào. Nhanh nhanh. Để bố tìm xem có bụi cây nào quanh đây không nhé. Chỗ này được này bé. Vừa xả nỗi buồn vừa đắm mình vào thiên nhiên. Không chịu đâu. Ok, để bố tính. À, ra rồi, đi theo bố. Ở đâu ạ? À? Bố ơi. Đây này bé. Bố đùa con đấy à? Không. Nghĩ xem nào, chuyện này nhức óc ghê. Có cái thùng này. Bố biết rồi, chờ nhé. Bố sẽ đặt cái thùng này vào cốp. Và nắp này sẽ giống như bệ ngồi toilet. Ngai vàng đang đợi con này. Vừa kịp lúc luôn. Bố sẽ che chăn lên cho con được riêng tư nhé. Làm bố đâu có dễ đâu. Này, nhanh lên con gái ơi. La 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 la. Ava. Một ngày lười biếng thong thả rửa xe. Phù, này nóng ghê cơ. Xin chào. Gồng lên nhìn cho bự con nào. Cậu phải nhìn thấy cảnh ấy cơ. Nhìn kìa. Không ai có thể cưỡng lại cú hất tóc của mình. Chào các người đẹp. Thời này ai mà còn làm trò đấy nhở? Quê sệ. Họ đang cười vào bản mặt của mình sao? Ôi không. Quể chết đi mất thôi. Thổi kệ, lau xe tiếp. Chăm sóc xe cưng thật cẩn thận. Không tì vết. Sạch bong sáng bóng. Khá là hài lòng đấy. Bố ơi, đèo con đi học đi ạ. Vào xe đi con yêu. Dạ. Bố ơi đi thôi. Để bố bật nhạc lên đã nhé. Con thích bài này. La 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 la. Không, con làm gì vậy hả? Úi, chị nhội. Bố mới rửa xe đấy. Nhưng mình vẫn sẽ nhảy một xíu. Woohoo! Bố mới nói gì? Không sao cả. Hít thở sâu. Nhớ về tiết học yoga hôm nọ. Khoan, mình có cách rồi. Áo phông này sẽ xử lý mọi chuyện. Bố sẽ chùm lên phần tựa đầu. Rồi kéo nó chùm khắp lưng ghế. Đấy, tha hồ mà nhảy nhé. Con cảm ơn. La 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 la. Đi thôi. Shoo, shoo. Cái lũ muỗi này. Để mẹ xì thuốc chống muỗi cho con trai nhé. Không, mùi ghê lắm. Còn đi đâu vậy hả? Thôi kệ, biết sao giờ. No no, không bắt được con đâu. Ở đây tha hồ mà ăn kẹo này. Chuyện này đọc bánh cuốn thật. Dài ngon xỉu. Ồ, thôi xong. Đi hết đi. Mẹ ơi, để cho tôi yên. Tiếng liềm hả? Không, chắc tiếng gió cũng nên. Cứu con. Chết này. Lũ muỗi điên rồi. Mẹ ơi, cứu con với. Con bị muỗi đốt quá trời. Lũ muỗi xấu xa. Đừng lo con yêu, mẹ có cách rồi. May mà mẹ có mang thuốc này nhé. Mẹ sẽ nhỏ vài giọt lên băng đeo tay. Thế là lũ muỗi sẽ không dám đến gần. Và con khỏi lo bị đốt nữa nhé. Nào, hôn mẹ cái coi. Con thả đi chơi với bọn muỗi còn hơn. Ảnh đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Chết này. Đến giờ đi ngủ rồi con yêu. Gấu chết đi của con này. Con cảm ơn. Ngủ ngon nhé Ava. Sáng mai gặp lại nha. Ôi, tối qua đi mất. Mình không thích bóng tối. Bố ơi. Đấy, thế là lệch mất lần xa của bố rồi. Bố đến đây con gái. Sao hả, có ngon thì nhào vô đây. Con gái có sao không?
Trời tối om, lại còn có bão nữa. Thôi, không sao đâu, con đừng lo. Mọi chuyện đều ổn mà. Bố đây mà, bố đọc chuyện cho con nhé. Cứ nhắm mắt vào. Ngày xưa, chắc ngủ rồi. Bố đừng đi. Shh, bố vẫn đây mà. Cứ ngủ đi. Bố ơi. Có thế chứ. Ôi bố đây. Mình nghĩ ra cách rồi. Găng tay cao su này. Thế này này, mình sẽ đặt găng tay vào cốc. Gập găng tay quanh vành cốc này. Mình sẽ tìm một cái cốc khác có gạo. Đổ gạo vào trong găng tay này. Giờ thì kéo găng tay ra khỏi cốc và buộc thắt nút. Chắc sẽ ok la thôi. Mình sẽ đặt lên tay Ava. Yes. Chuồn về phòng mình thôi. Au, chết tôi. Đừng khóc. Bố ơi, nhảy nào. Đi mà, vui lắm đấy. Để xem ai nhảy điệu nghệ hơn nhé. Còn đang thách thức bố sao? Ok, chơi luôn. Bố không nhảy được thế này đâu. Tới bố đấy. Đừng có coi thường ông già này. Thừa nhận đi, con ấn tượng lắm hả? Thế mà mình cứ tưởng dễ lắm. Các bạn thấy ai nhảy đẹp hơn vậy? Tớ chứ ai. Hãy bầu cho bác, hoặc các con bị cấm túc. Mì ngon của con này, con gái yêu. Nhớ là phải ăn hết sạch đấy nhé. Bố cứ tin vào con ạ. Sẵn sàng mắm mắm cho búp bê. Wow, em đúng là vũ công giỏi. Thật duyên dáng, ước gì chị cũng xoay được như thế. Sao em không bị chóng mặt? Vậy chắc là đủ rồi. Nhìn em thôi là chị đã thấy đói cồn cào. Ngon xỉu. Mì ngon thượng hạng luôn đấy. Ok búp bê, đứng lên, không được dừng lại. Phù, về nhà rồi. Trận bóng đá căng thẳng dã man. Mình cần nghỉ ngơi. Chỉ muốn tháo dép ra ngay thôi. Dễ chịu quá. Chợp mắt xíu nào. Khoan, có phải phô mai? Trời, nhức hết cả mũi luôn. Mình đã tìm được thủ phạm rồi. Phải tháo bít tất ra thôi. Không được để mẹ nhìn thấy. Trời đất ơi, con đang đùa bố à? Con dán, đã bảo không nuôi con gì mà. Ai biết mình sẽ tìm thấy ở dưới này. Thế này còn tệ hơn. Ghê quá đi mất. Bằng cách nào? Thực ra mình không muốn biết. Mình đã có cách rồi. Đi theo bố nào. Yik. Bố cho xà phòng vào trong bít tất, rồi nhúng bàn chân của Betty vào đó. Sau đó bố có thể dùng ủng nhựa để rửa sạch. Cách này sẽ rất hiệu quả đó nha. Mong là nước ấm vừa đủ. Vậy là ổn rồi. Giờ thì về lại giường nhé. Wow, không còn đất bẩn. Sạch tinh tươm. Đắp chăn cho Betty không bị lạnh này. Có thế chứ. Ngủ ngon con yêu. Một ngày dài. Mau chuồn khỏi đây thôi. Suỵt, đừng đánh thức người khổng lồ. Chơi thôi. Vào game nào. Không, đừng làm thế. Tớ biết tớ đang làm gì mà. Cứ để tớ chơi đi. Coi chừng. Chúng mình thắng rồi. Đập tay nào bạn thân. Tuyệt vời ông mặt trời. Tớ thấy như đang sống. Đừng làm tớ ngã. Wow, căn phòng đang xoay vòng. Lên trên này. Chúng mình có nên không? Kệ đi, vui là được. Betty chẳng biết đã có chuyện gì đâu. Chắc chị ấy cũng muốn được trang điểm lột xác. Cái này sẽ giúp chị ấy tỏa sáng. Wow, vậy là xong xuôi rồi. Làm tốt lắm. Đi nào, vẫn còn sớm lắm. Đã đến lúc lên đường. Tớ luôn muốn làm điều này. Bám chắc vào. Đôi khi tớ cũng muốn quậy banh nóc. Tớ không có bằng lái xe đâu. Khoan, giờ mới nói à? Trời đất ơi, vui quá đi mất. Woohoo! Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, gạt số đi. Cậu vẫn chưa được trải nghiệm hết đâu. Oh yeah, đây mới gọi là tổ lái này. Tớ beautiful mất thôi, nhưng mà quá đã. Tớ không muốn đêm này kết thúc. Chúng mình quay lại giường đi. Ừ, tớ mệt rồi. Tớ không còn khỏe như hồi trước. Còn nhớ khi chúng mình tiệc tùng cả đêm không? Ừ, vui dã man.
chưa gì đã sáng rồi, mình mơ rất điên rồ luôn. Mình thấy búp bê sống dậy. Khoan, gì cơ? Sao lại? Có chuyện gì đêm qua? Chỉ là mơ thôi nhỉ? Mình đang làm nhảm cái gì chứ? Tất nhiên rồi, thôi đi rửa mặt cho sạch. Lên, sút, không, đừng chuyền bóng qua. Sao họ lại làm vậy? Bố ơi, chơi với con. Lúc khác con yêu, trận này quan trọng lắm. Đi mà, mình chẳng bao giờ chơi. Con đã xem thời tiết chưa? Không ra ngoài được đâu, đang bão kìa. Nếu bố đã nói như thế, con đã mong được ra ngoài chơi. Bố rất tiếc, để lần sau nhé. Lỡ cú ghi bàn. Bố dành nhiều thời gian xem thể thao hơn là chơi với mình, chẳng công bằng gì cả. Thôi lại đành chơi với bức tường. Ok, bắt hay lắm. Xem này bố ơi, Betty sút. Bạn trượt rồi. Cẩn thận. Wow, cú kỹ thuật. Chẳng hiểu cái gì luôn. Chuyền bóng đi, nhanh. Không. Kiểu gì cũng u một cục cho xem. Chuyện gì thế? Bố nhớ là có cái gì đó bay vèo qua một cái và boom. Khoan, sao đổ hết rồi? Không thể tin nổi. Betty, con làm đúng không? Rồi mẹ sẽ tức điên lên cho coi. Con gái, báo qua báo mà. Betty không ở đây. Lần sau ra ngoài chơi. Ngoài trời vẫn đang mưa to nhỉ. Nhưng không sao hết, con cầm chiếc ô này đi. Chắc không được. Vứt vào thùng rác cho rồi. Khoan, bố có ý tưởng này. Chờ đây. Phải chỉnh sửa một chút đã này. Kéo đâu? Dạ, có ngay đây. Chúc may mắn. Mong là hiệu quả. Băng dính, ngay, có ngay thưa bố. Đây ạ. Chắc là được rồi đấy. Wow, đẹp quá đi mất. Mặc thử nào. Dễ chịu ghê. Đôi này. Sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Quậy banh nóc thôi. Ghét làm việc. Chán như con dán. Ghét bài tập về nhà. Mãi mà chẳng kết thúc. Mấy giờ rồi nhỉ? Chúng ta chính thức đi nghỉ dưỡng. Thứ này và thùng rác. Và bố không cần mặc áo sơ mi nữa. Thế này mới chuẩn. Cuối cùng cũng được là chính mình. Đi với bố không Betty? Con đã mong bố sẽ nói thế. Tạm biệt bài tập. Mừng quá được cởi đồng phục ra rồi. Không phải phong cách của mình. Con đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt cả ngày. Háo hức quá đi mất. Không cần đeo kính cận nữa. Nhìn con ngầu không? Phải đóng gói đồ mới được. Có hết nhu yếu phẩm rồi. Đi du lịch thì phải có kẹo chứ. Mà bao nhiêu sô-cô-la cũng là không đủ. Con gái nói chuẩn không cần chỉnh. Vậy là đủ rồi. Mà chờ một chút. Còn suýt thì quên mất. Em sẽ đi với chị Teddy. Hả? Gì cơ? Em không có quần đùi á? Chị đã chuẩn bị rồi. Xem đây này, em sẽ cực kỳ sành điệu. Mong là em mặc vừa. Có hơi chật một chút. Gần được rồi. Hay là em thử nín thở xem, Teddy. Cố lên nào. Không ăn thua gì. Mà chờ một chút. Mang quần áo nào đây? Của bố còn nhiều chỗ. Chắc chắn sẽ vừa. Sweet Teddy, đây là bí mật của chúng mình. Em thấy thế nào? Chỗ này có vẻ khá thoải mái đấy. Vào đi này. Dạo này em tăng cân à? Đó, chuẩn lệ. Mang hết đi, đỡ phải nghĩ. Sao con Teddy lại ở trong vali? Bố nói gì con chẳng hiểu luôn đấy. Đi nào, nhanh thôi. Bố nghĩ ra cách rồi. Cho Teddy vào túi thật bự, rồi kéo khóa đóng chặt lại. Tiếp theo mình cần máy hút bụi. Thích nhất phần này. Mình sẽ dùng máy hút bụi để hút chân không cho túi. Đó, nó đang co lại. Bây giờ con có thể đút vào cặp rồi. Con yêu, thử đi nào. Wow, cứ như phép thuật ấy bố ơi. Tuyệt quá đi. Vừa như in luôn này. Vậy là đủ hết rồi đấy. Đi nào, nhanh không lỡ chuyến bay. Chẳng gì bằng một ngày lười biếng trên bãi biển, tắm nắng và nhộm làn da sô-cô-la. Ủa, hình như có gì ở bên dưới. Ok, hơi bị lạ rồi đó nhá. Cái gì đấy? Mình thấy háo hức ghê. Có vẻ mình tìm thấy một người bạn nè. Trời đẹp thật. Này, cẩn thận. Không biết nhìn hả trời. Dẫm chân đầy cát lên chân tôi nè. Không được ai làm hôm nay mất vui. Tận hưởng mặt trời nào. Coi chừng. Lại nữa hả?
đủ rồi, mình sẽ cắm que xuống cát và cuốn băng dính xung quanh chúng. Bãi biển nhà của riêng mình. Úi, xin lỗi. Oh, trời ạ. Lại một ngày đẹp trời. Chuẩn bị thư giãn thôi. Hả, cô ấy đang làm gì vậy? May mà mình mang ga trải giường. Ờ, dị thế. Mình sẽ trải ra trên cát. Giờ thì chèn vật nặng xuống. Cặp cho vào góc này nè. Mình sẽ rửa sạch cát ở trên và dẫm lên khăn cho khô. Đời phải thế này chứ. Này, thông minh phết đấy. Giờ không còn cát trên chăn nữa. Đến rơi về nhà rồi. Hôm nay thoải mái quá. Để cất đồ vào túi nào. Chắc là đủ hết rồi đó. Về nhà thôi. Ôi, kem dưỡng dính cát tùng lum. Ôi chà. Hả? Ừ, cát ở khắp mọi nơi. Mình phải giặt cái khăn này. À, tại đôi dép. Toàn cát không. Tuyệt. Vậy là mình đã mang bãi biển về nhà. Sao có thể như vậy cơ chứ? Cát ở đâu mà lắm thế? Wow, ở đâu ra vậy trời? Chỗ này chắc đủ để xây nhà quá. Bực bội hết cả người. Chắc chắn phải có cách để ngưng chuyện này chứ. Khoan, cát sẽ rơi hết vào túi mình mất. Làm gì được ta? Mình có ý này. Móc chìa khóa Puppet. Chuẩn không cần chỉ. Mình sẽ móc chìa khóa vào dây quai của dép. Và rồi móc nó vào khóa kéo trên túi. Sao mình không nghĩ ra sớm hơn chứ? Khỏi lo về cát nữa. Au, au, xin lỗi nha. Nhức quá. Mình bị cháy nắng. Ê Sky ơi, nhìn nè. Ôi, cậu đỏ như con tôm hùm ý. Để tớ làm mát cho cậu. Thôi thôi, không ăn thua gì đâu. Thế sao, đỡ chưa? À đúng rồi, tớ đâu chết đi được. Bật quạt cho mát nhá. Thôi, tiếng quạt nhưng đau lắm. Cứ tưởng là cậu thích. Tớ nghĩ ra cách rồi. Tớ từng hẹn hò với một anh lính cứu à? Ok. Tớ học được vài mánh. Cậu bị khùng hả? Không, đừng làm thế. Cậu nghĩ cái gì vậy? Dừng lại đi. À, tớ hiểu rồi này. Đừng có đi đâu nha. Tớ chỉ cần lấy gì đó trong ngăn đá. Đá viên chính là cứu tinh của chúng ta. Kiểu gì cũng đỡ nè. Cái đó mà để làm gì? Tin tớ đi. Đây là một cách hay để làm dịu cháy nắng. Tất cả những gì cậu cần là khay đá và gel lô hội. Đổ gel lô hội vào khay đá. Rồi bỏ vào tủ đá cho đông lại. Làm dịu vết cháy nắng tốt lắm đó. Thử đi. Ok, tớ nghe cậu. Au, đau dã man. Cứ như do tớ đang bị thiêu ấy. Cách này thực ra cũng hợp lý đó. Ok, thử nè. À, dễ chịu lắm luôn. Tặng điểm 10 cho mẹ của cậu. Đã bảo là sẽ hiệu quả mà. Tôi thấy đỡ hơn hẳn. Yes. Tuyệt vời ông mặt trời. Xin chào. Sky, nhìn đánh kia kìa. Chào. Hi. Hi anh. Eo ơi. Anh ấy đang nhìn tớ chằm chằm.
Ghê chết thì được. Ủa đi đâu vậy? Ôi à, ngon thật đấy. Cậu nói anh chàng kia à? Hả? Giờ thì sao chứ? Xấu hổ quá đi mất. Sao chuyện này cứ xảy ra hoài? Trễ hết kem rồi. Ăn cả ngày không chán luôn. Ngon dã man. Phải làm sao bây giờ? Cảm ơn nhé. Phí kem thế không biết. Khoan đã, tớ có cách rồi. Tớ sẽ lấy que kem này và luồn que qua vỏ đựng bánh muffin. Tuyệt quá nè. Hết chạy tung lung. Wow. Ôi trời. Chào em xinh gái. Chào anh. Kem sô-cô-la ngon xỉu. Vỏ đựng muffin hứng hết kem chảy rồi. Cảm ơn cậu. Khách sạn này đẹp lung linh. Dỡn đồ và ra bãi biển nào. Tớ thèm tắm nắng lắm rồi. Chắc là dỡ nhanh thôi. Khoan, Lexi chuẩn bị xong chưa? Mình không tìm thấy bikini. Nóng được làm tóc mình trông chán quá. Xin lại rồi. Phải nhanh lên mới được. Bikini đâu rồi chứ? Mình để vào đây rồi mà. Nhanh nào, đi thôi. Không đi được, tớ mang mỗi quần bikini thôi. Ôi, mỗi thế thôi hả? Có gì tao tắt đâu gái ơi. Tớ cũng quên nè. Nhưng cậu có dây giày không? Có là ok rồi. Nhìn nè, thử đi nè. Nghe cũng hay đấy chứ nhở. Lấy một cái quần bikini, lộn quần ngược lại. Tiếp theo, lấy một sợi dây giày và luồn qua quần bikini. Khi đã luồn dây xong, hãy quấn dây quanh cổ. Bắt chéo dây và luồn đầu dây về lại quần bikini. Quấn một vòng ra sau lưng và buộc nút. Nhìn ổn ha. Cậu chuẩn bị xong chưa? Rồi nè. Ồ, tụi mình cần thêm một thứ. Gì nữa? Cho cậu nè. Để quà cho mát đấy mà. Đi thôi. Thổi cái phào này đến Tết Congo mất thôi. Khoan, đằng kia có vụ gì thế nhỉ? Này Lexi, cậu đã định xuống hồ bơi chưa thế? Tớ thích đi biển lắm. Mà hôm nay trời cũng đẹp nữa cơ. Chỗ này có vẻ ổn thị áp để ngồi nè. Nhìn cô ta kìa, không thèm để ý túi luôn. Mình sẽ chôm chỉa cả hai luôn. Đỉnh của chóp. Giờ để coi còn có gì cho mình chôm nữa không nhỉ. Mình thích ánh nắng ấm áp của mặt trời quá. Khoan, sao mình lại cảm thấy như thể có người theo dõi vậy? Hả, đằng kia có ai đấy? Dùng cả ống nhòm luôn cơ á. Ôi không, cậu ta thấy mình mất rồi. Giả điên nào. Sợ dùng cả mình luôn. Chắc mình phải kéo túi lại gần hơn mới được. Biết sao không? Mình phải giấu hết tiền luôn thôi. Tiền của mình sẽ nằm yên ở đây. Gấp lại đã. Nhưng biết sao không? Tã sạch thì nhìn còn bình thường quá. Đến lúc dùng đến sô-cô-la rồi. Để lên trên tã và đợi nó chảy ra này. Oh yeah, chảy tè le ra lươn rồi. Giờ phết phết ra chút xíu nữa. Nhìn kinh dã man con ngan. Sẽ không ai thèm nhìn cái này đâu. Mình đúng là thiên tài. Thật luôn đấy. Mình sẽ không phải lo về vụ mất tiền nữa rồi. Cậu ta ngồi dậy và để lại túi kìa. Cơ hội chôm chỉa thêm một bịch snack nữa là đây. Nhỏ này có bị ngốc không thế? Cứ vậy mà để túi ở đây à? Thế thì càng tốt nhé. Wow, không thể nào. Kinh quá. Hay là mình lấy cái túi bên dưới tã nhỉ? Thôi dẹp đi. Tã bẩn chết đi được ấy. Thôi rồi, cậu ta đang quay lại kìa. Mình phải phắn thôi. Đi dạo xong thấy thoải mái quá. Ồ, nhìn nè, tã bẩn vẫn còn y nguyên luôn. Nó giúp tiền vào túi của mình không bị trộm thành nghề á. Chắc chắn là mình sẽ dùng mẹo này lần nữa. Đến giờ ăn bánh rồi. Ôi, trời. Không thể tin vào mắt mình luôn. Chắc mình ói xỉu mất thôi.
tên trộm chạy như ma dí kìa. Hay quá đi mất. Hôm nay trời nóng quá đi thôi. Nhưng đến nơi rồi. Cơ mà đói như con sói luôn. Ai mà ngờ đi bộ đường dài lại làm mình đói cơ chứ. Chả, để xem mình có mang quả vặt gì nào. Cái túi này to với sâu hơn mình tưởng ý. À, đây rồi này, tìm thấy cái gì nè. Và... là xịp sao? Mình đâu có cần cái này. Mình có mang con gấu này đâu ta. À, đúng là món mình đang tìm rồi. Chuối đó bà con. Nhưng chả, chuối thì có hơi chán quá. Không đời nào, ly gì kìa. Cậu ấy có mang marshmallow nướng nữa chứ. Cậu nghĩ sao nào chuối vàng, tụi mình triển luôn nhé. Ok, mình sẽ cần dụng cụ. Ở, cái lon đằng kia trông được đấy. Mình cần cắt lon ra thế này, kiểu như lột vỏ ấy. Chuẩn nhỉ chuối. Tiếp theo mình sẽ cho một miếng giấy bạc lên trên cái lon. Tớ sẽ gấp giấy bạc ra đằng sau mấy cái cánh này. Đỉnh của chóp, tớ đã làm xong vỉ nướng than rồi đó cả nhà. Đã đến lúc bật lửa và chờ than bén vào rồi. Ok chuối ơi, đến lúc tỏa sáng rồi đó. Mình sẽ tách vỏ chuối theo chiều dọc như thế này. Đến phần xịn sò nhất rồi. Nhồi sô-cô-la chip và marshmallow vào chuối nào. Và đến lúc nướng em ấy trên cái vỉ này rồi. Giờ mình sẽ chờ cho nó chảy ra và chín này. Ok, chắc vậy là đủ lâu rồi. Nhìn đống sô-cô-la marshmallow và chuối dẻo dẻo nhó kìa. Ngon lành quá. Lexi, này, chào. Tớ nè, Lizzie. Cậu có cái gì đó, tớ có mang theo thìa này bố. Được rồi, cho cậu miếng chuối trong thuyền này nè. Cảm ơn nhé. Nhìn ngon rơi nước mắt luôn, chén ngay nào. Oh wow, ngon thật sự luôn. Cậu thông minh quá à. Cảm ơn cậu, nè, ăn nữa đi gái, còn nhiều lắm á. Đúng là một buổi chiều thoải con gà mái. Lexi ơi, tớ thích hồ bơi lắm luôn ý. Xuống đây chơi đi. Được chứ, đợi tớ ăn hết bánh đã nha gái. Cái gì? Thôi nào, còn nhiều bim bim lắm ý. Xuống mau đây. Ngon thế này mà không ăn hết thì phí lắm á. Lexi ơi, đi nào. Xuống nước chơi với tớ đi. Nước đã lắm luôn. Đến lúc đi bơi rồi. Cậu đùa tớ à? Thôi nào, ăn lâu thế thì tới mồ quýt mất thôi. Cậu nói phải, đợi tớ xíu. Mà khoan, bim bim, xuống hồ cái coi. Ừ rồi, tớ đến nè, đừng đi đâu nhá, tớ phải dùng thang ý. Ok, tới rồi, tớ đang ở hồ bơi với cậu này. Tớ muốn chén bim bim chút thôi. Vào miệng dùng đi. Không, làm rơi xuống nước mất rồi. Cậu hâm thật đấy Lexi. Nhìn nè, cậu cần cái này để má. Tớ có phao xinh xinh cho ly nước của tớ á. Oh, nhìn hay ho thật sự đấy. Và nhìn cũng đáng yêu nữa. Tự nhiên mình có ý này. Ok, mình có cái ly nhựa này nè. Đặt đĩa lên trên đó đi. Vậy là tớ có thể rót nước ngọt vào rồi. Ăn bim bim mà không có nước ngọt thì khô lắm á. Đấy, vậy là đủ rồi nhé. Và đương nhiên là tụi mình cũng cần ống hút nữa. Như thế mới có cảm giác nhiệt đới. Ta-da, đến lúc trở lại hồ bơi cùng với bim bim rồi. Tớ nè, nhìn nhé Lizzie, tớ có cách mới xịn sò để ăn bim bim trong hồ bơi rồi. Wow, đỉnh cao, tớ rất ấn tượng luôn đấy. U là trời, hết nước sử rồi, chán như con rán. Chả, thế thì uống nước hồ bơi cũng được mà. Trời dưới hồ bơi vui ghê, tớ thích mùa hè quá. Này Lizzie, xin lỗi vì đến trễ nhé. Tớ ghé cửa hàng tại tớ nghĩ tụi mình sẽ thèm bánh quy. Nước ngọt nữa. Và cả mũ nè. Ủa? Gì? Oh, khoan đã, tớ nghe điện một phát. Đây, cầm giúp tớ với nhá. Trời ơi, nặng muốn xỉu á. Cậu ấy cất cái gì trong này vậy không biết. Ôi là trời, mang cả một quả dưa hấu mới ghê chứ. Cậu ấy định làm gì với quả dưa này vậy trời. Chà, để xem còn gì nữa nào cả nhà. Có con dao, chuẩn rồi. Chắc là để cắt dưa hấu chứ gì nữa. Ủ, đây là dao nhựa mà. Có cắt được miếng nào đâu mà. Thôi nào, dao bé tí, cậu có thể cắt mà. Tôi tin tưởng ở cậu đây. Còn chả xây xước chút nào luôn ý. Mình sẽ dùng kéo luôn vậy. Ok, dưa ơi, người sẽ phải trả giá. Tuyệt, ok, nhìn hơi bị ổn áp luôn nhé. Thế là xong. Khoan, gì vậy trời? Mình chỉ khắc được mỗi cái trái tim này thôi hả? Quả dưa này là mình tức cái nách quá à. Nhà người tới công chuyện rồi đó nhá. Ủa? Không bể luôn đó mà. Chắc đùa mình hay gì vậy? Chắc đây là một trái siêu dưa rồi. Chẳng có gì xuyên qua nổi nó cả. Tuyệt, ok. Xíu tôi nói chuyện với cậu sau nhé, bye bye. Phủ, xin lỗi cậu nhé, tớ tưởng nói chuyện nhanh cơ. Ok, đưa quả dưa cho tớ xem nào. Ok.
Cảm ơn cậu. Giờ nhìn này, tụi mình sẽ cắt quả dưa bằng tăm đó gái. Xem nhá. Boom, cây tăm xuyên qua phần vỏ rồi đấy. Xem tớ xuất chiêu nhé. Hay ya. Wow, cậu làm hay vậy mà. Phi thường thật đấy. Sức mạnh nội tại của tớ mà. Giờ tụi mình có thể tách quả ra rồi. Của cậu này, nửa của cậu á. Yay, tớ thích dưa hấu tươi lắm. Thèm ơi là thèm á. Quả dưa này ngọt xỉu luôn. Đã miệng dễ sợ. Chả cần thìa luôn đi má ơi. Cứ cắn là được rồi. Chiều hôm nay tuyệt quá à. Cảm ơn Lexi nhé. Và cậu chẳng thể tin nổi cậu ta nói gì đâu. Wow, chỗ này thích thật đi. Tụi mình phải tổ chức picnic ở đây thôi. Lấy tấm mền và nước này. Phải mở túi mới ăn được ý mọi người. Ôi không. Ôi. Tôi không cố ý đâu bạn mình ơi. Hay thật, bỏng ngô văng tứ tung luôn rồi này. Giờ mình phải làm gì đây? Chả có cái tô nào để hốt lại cả. Khoan, tụi mình có cuộn khăn giấy này mà. Có lẽ tớ sẽ chế ra được thứ gì đó hay ho. Ok, tớ có khăn ăn đây rồi. Giờ tách hai lớp ra này. Phải làm thật cẩn thận nhé. Chỉ cần tạo ra một cái túi ở đây thôi. Hoàn hảo, vậy là được. Giờ, bỏng ngô có thể đi vào bên trong rồi. Ta-da, tớ làm túi đựng bỏng ngô bằng khăn ăn nhé bồ. Giờ mình có thể nhấm nháp món ăn vặt mặn mòi này rồi. Wow, Lizzie ơi, tớ thấy hơi bị ấn tượng luôn đó nha. Lizzie đừng, nước ngọt kìa. Hả? Phù, suýt thì tiêu tùng. Nhưng tớ bắt được rồi á. Để xem, ước gì mình chế được cái nắp nhỉ. Nè, khăn ăn lại đến giải cứu đây. Thông minh quá, thế nào cũng ra gì cho xem. Chỉ cần đảm bảo là giấy phẳng phiu thôi. Rồi kéo qua nè. Đấy, vậy là xong. Và giờ khăn giấy đã biến thành nắp rồi đó. Xem nhé. Thấy chưa, nước ngọt hết đổ ra rồi. Ủa, hôm nay tụi mình sử dụng khăn ăn hiệu quả nha. Nè, ăn mừng bằng bỏng ngô thôi. Hôm nay trời nắng quá. Nắng vỡ đầu ý. Mình thấy nóng muốn xỉu ngang luôn rồi. Cái quạt này chả làm mình được mát hơn miếng nào cả. Không hiểu kiểu gì luôn. Sao hôm nay ông mặt trời nóng quá vậy? Đáng lẽ mình không nên nhìn thẳng vào mặt trời như thế. Này, cậu sao? Rồi, cậu cứ uống tự nhiên đi gái. Wow, chậm chậm thôi bà ơi. Uống vậy thì sao mà kịp thở. Đưa đây nào, cái này sẽ giúp mình mát hơn xíu á. Ngày nóng mà được ăn kem thì tuyệt quá. Wow, cậu có thấy người tớ đang thấy không? Để làm quen cái coi. Chào đằng ấy. Hả? Này. Hả? Eo ơi, dẹp đi má. Khoan, ảnh đi à? Đi đâu vậy? Mà sao thế ta? Ôi không, cây kem này chảy hết ra tay và ngón tay của mình rồi. Khổ ghê. Tay cậu ấy bẩn đến nỗi ông anh kia biến luôn. Chả, dù cậu ấy trộm kem của mình, nhưng mình có thể giúp nhỉ. Mình có thể giải quyết vụ này cho xem. Chỉ cần dùng chai nhựa này thôi. Nghiêng nghiêng thế này nè. Thế là xong, mình đã giải quyết vấn đề kem chảy rồi nhé. Nè, giờ kem đã được đựng trong này rồi. Cái chai á. Kem đã trở lại rồi, cảm ơn cậu nhiều. Anh chàng ấy quay lại kìa má. Cô nàng hết bị dính kem rồi kìa bà con. Là trời, anh đẹp trai đang tiến về phía này nè. Chào, em khỏe không? Tụi mình đi dạo chút xíu nhé. Mình đúng là một người bạn tốt. Cậu ấy sắp đi đu đưa rồi kìa. Nhớ bấm thích và đăng ký để xem thêm nhiều video tuyệt vời hơn nữa. Đến tiết mục khoa học rồi con yêu. Làm quái vật đi mẹ. Thôi, hôm nay chúng ta sẽ chơi vui một chút nhé. Mẹ đã vẽ khuôn mặt lên lõi giấy vệ sinh rồi. Và mẹ chuẩn bị đổ muối nở vào đó nè. Rồi cho chút màu thực phẩm vào. Vậy là đủ rồi đó. Giờ là nguyên liệu bí mật, giấm chua. Sẵn sàng chưa? Hài quá đi mất. Lõi giấy ói ra kìa mẹ. Wow, mẹ làm lại lần nữa đi ạ. Trận này đỉnh quá ạ. Đúng thế con yêu. Bé bông ơi, con đeo cái loa này nhìn xinh ghê. Xuống đi con. Tóc con tôi bị làm sao thế này? Nhìn con giống như vừa ngã vào bụi cây ấy. Mà không sao, chắc ai đó cần đi tắm cho sạch sẽ rồi. Đi tắm ạ? Mắt con, cay xè luôn. Đừng mà mẹ. Không, thôi ạ, con không muốn bị cay mắt đâu. Ok, vậy thì không ổn nhờ. Khoan đã, loa của bé bông, mẹ mượn nha. Mình có ý này nè, chắc chắn sẽ hiệu quả. Mẹ ơi, mẹ làm gì thế ạ?
mẹ sẽ đặt cái loa này lên trên mũ của con, sau đó cố định tóc vào vị trí này. Kiểu này trông kỳ cục quá ạ. Sao lại là nhà tắm? Mẹ ơi, thế này có ổn không mẹ? Đừng di chuyển bất ngờ nào con yêu. Mắt mình không sao này. Thấy chưa, mọi thứ đều ổn mà. Để mẹ gội cho sạch tóc nha. Và giờ là xả nước cho hết bọt. Nhột nhột đấy. Con gái ngoan quá. Mình chẳng biết phải làm sao nữa. Thử một miếng đi bé con. Không, con chả thèm. Thấy ghê lắm. Biết rồi. Ăn xong mẹ cho đồ chơi này. Thôi ạ. Rồi, hay là mấy cái poppin này. Còn có một cái rồi nè mẹ. Còn chả thèm. Bó tay. Thế còn vali đầy tiền này. Con sẽ mua được nhiều kẹo lắm đấy. Quá trời tiền luôn. Không, mẹ đừng mua chuộc con. Con đúng là khó nhằn đấy. Con không ăn đâu. Wow, căn bếp xinh đẹp của tôi. Hài thật đấy. Con muốn chơi với bạn tiên cá. Tiên cá? Nó là mình nảy ra ý này. Để làm bữa ăn vui vẻ hơn, các mẹ chỉ cần một cái thìa và chút đất sét mà thôi. Cán phẳng đất sét ra này. Sau đó, quấn nó quanh tay cầm của thìa và gấp nó lại. Sau đó, tạo hình cái đuôi cá bằng đất sét này. Thế là xong. Tiếp theo là dùng dụng cụ điêu khắc để thêm chút chi tiết cho đuôi. Nhẹ nhàng khắc đất sét bằng dụng cụ nào. Nhìn ổn đấy. Giờ chúng ta thêm vảy cá nhé. Bắt đầu từ trên cùng, rồi đi xuống phần tay cầm này. Nhớ đừng khắc sâu quá nhé. Chỉ cần một vệt nhẹ trên bề mặt là được. Khi đã xong, hãy đặt cái thìa lên khay nướng và cho vào lò. Lò sẽ nướng và khiến đất sét cứng cáp. Lấy thìa khỏi khay và để nguội. Bước cuối là tô sơn bạc lên cái đuôi. Mong cách này hiệu quả. Wow, thìa tiên cá này nhìn ảo diệu ghê. Con gái ngoan quá. Chào vợ yêu. Bố ơi. Chào con yêu. Bữa sáng của anh này. Anh chả ăn đâu. Nữa hả trời. Đúng là cha nào con đấy. Không, em đừng mơ. Bán cho tôi một chiếc. Có liền đây. Của cô này. Kẹo của con này Betty. Đi thôi con yêu. Ngon quá. Đợi chút nào cục cưng, mẹ phải nghe điện. Alo. Xin chào, lâu rồi mới nói chuyện nha. Mẹ ơi ơi. Đâu có, không thể tin nổi luôn. Rồi rồi Betty. Kẹo của mình. Phải nhặt lên thôi. Bẩn quá à. Bông bay của mình đâu rồi? Không, quay lại đi. Xin lỗi bạn bóng bay. Sao những điều tồi tệ lại xảy ra với những người tốt chứ? Sao vậy Betty? Tí nữa gọi lại nhá. Không sao đâu bé con, để mẹ giải quyết vụ này. Bán nhanh nhanh dùm tôi cái. Rất vui vì được phục vụ. Đáng lẽ mình không nên bỏ học. Mình phải ngăn không cho sự cố đó xảy ra lần nữa. Mình sẽ buộc giấy bóng bay quanh kẹo mút. Thế là ngon lành rồi. Của con này Betty. Wow, con cảm ơn mẹ. Nhìn này, bóng bay không bay đi luôn. Tuyệt quá con yêu. Con vui lắm mẹ ơi. Mẹ ơi. Để đấy cho mẹ. Lạ lùng quá đi. Bá cháy luôn này. Mình vẽ như họa sĩ ấy. Phải thêm màu xanh nữa. Cô họa sĩ nhí của mẹ. Con chào mẹ. Ôi không. Cái gì đây? Đừng nói là con hamster đó nha. Là bút sáp của con. Trời ơi. Thế thì sao mà con vẽ ạ? Không sao đâu, mẹ sẽ nghĩ ra cách thôi. Mong thế. Sao con lại khổ thế cơ chứ? Đúng là tồi tệ. Cái khuôn này trông có ích đấy. Cũng đang thử mà. Mình sẽ cho bút chỉ gãy vào khuôn. Bỏ đầy các con số này. Thế là đủ nhé. Giờ đặt khuôn vào lò này. Như vậy, sáp sẽ chảy ra. Trò này giống như nướng bánh vậy đấy. Mong là sẽ hiệu quả. Đến lúc lấy khuôn khỏi lò rồi. Cẩn thận nha, nóng đấy. Mình sẽ để sáp nguội lại rồi mới lấy khỏi khuôn.
Nhìn hay quá đi. Mình sẽ xếp nó lên cái đĩa này. Mong là Cheryl thích chúng. Đó là giáp con thích nhất luôn. Không sao đâu con yêu, xem mẹ có gì này. Đây là màu giáp sao? Ồ, là số này. Nên dùng cái nào trước ta? Mẹ ơi nhìn này, có nhiều màu lắm luôn á. Mẹ rất vui vì con thích. Con thích lắm. Ôi không, mẹ ơi. Muốn đi nghỉ dưỡng ghê. Mẹ sao chứ? Chỉ cần ngủ một giấc nữa là được đi xem kịch rồi. Hồi hộp và hóng quá à. Sao mà mệt mỏi thế này? Cảm thấy mệt quá. Achi! Đau nhức khắp người luôn. Xin chào sâu ngủ. Au! Con mệt quá à. Để bà xem nào. Còn bị sốt rồi sao? Đặt cái này vào miệng này. Siro ho sẽ giúp con khỏi. Há to nào. Yêu ơi! Con phải nghỉ ngơi đấy. Nhưng con vở kịch. Con muốn xem ạ. Con đợi lâu lắm rồi. Bà rất tiếc. Con đang ốm mà. Khoan đã nào. Bà biết cách giúp con vui lên rồi. Lấy một cái hộp ngũ cấp ra và cắt một hình vuông như vậy. Đặt hộp nằm ngang và dán một cái dải keo lên trên đó. Lặp lại bước này với các dải keo màu khác nhau. Cứ thay đổi màu cho đến khi đã dán hết hộp. Sau đó dùng kéo cắt cái chỗ keo nằm bên trên lỗ ra. Tiếp theo là lấy hai tờ khăn giấy và gấp chúng lại như thế này. Dán giấy vào bên trong cái hộp này. Rạch hai cái khe trên nóc hộp nữa và nhé que kem vào khe đó. Cuối cùng là vẽ các nhân vật lên thẻ và dán chúng vào que kem. Còn sẵn sàng xem kịch chưa nào? Wow! Tuyệt quá ạ! Bà mang vở kịch về nhà cho con đây. Con thấy màn biểu diễn này thế nào? Woo! Quá đỉnh! Chi! Eo ơi! Chà! Hỏi mất vệ sinh đấy! Mong là bà không bị lây. Thế thì mình được bệnh cùng nhau rồi. Khổ thật!